Xin chào các bác xem kênh của điện máy Ecomat. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu quạt điều hòa của thương hiệu Sunhouse. Có model sẽ là SHD7756. Đây là cái mẫu quạt mới của Sunhouse mà có công suất cao rồi nhiều tính năng rất là hấp dẫn. Đầu tiên thì chúng ta đi từ thiết kế bên ngoài của quạt. Với thiết kế theo dạng đứng rất là nhỏ gọn. Kích thước của quạt chiều cao là sẽ là 128 cm, chiều rộng mặt trước này thì rơi vào là 40, còn mặt sâu là mặt ngang bên này thì 47 cm. Với thiết kế nhỏ gọn thì nhìn rất là đẹp, các bác để nhiều chỗ diện tích không bị chiếm quá nhiều, nhưng mà công suất của quạt thì rơi vào 280W, rất là cao, các bác yên tâm. Mặt trước của quạt thì các bác nhìn thấy ngay là sẽ có một cái bảng điều khiển gồm các cái nút bấm và có một cái đèn màn hình hiển thị ở đây, hiển thị nhiệt độ hay hiển thị thời gian hẹn giờ ở đây. Khoang của cửa đảo gió ấy, thì sẽ có hai khoang, một trên một dưới, để giúp các bác có thể tản gió ra đều hơn, ra rộng hơn. Và cái cánh cửa đảo gió thì được khép lại, khi nào các bác bật lên thì nó mới mở ra. Khép như này thì nó sẽ tránh được bụi bẩn vào trong quạt hay côn trùng hay chuột bọ nó chui vào trong, thì nó đảm bảo hơn cho mình, đảm bảo chất lượng hơn, quạt rất là đẹp. Mặt sau của quạt thì đây, em sẽ quay thêm này. Mặt sau của quạt thì các bác nhìn thấy ngay, ở đây sẽ có cái một bên ngoài sẽ là cái lưới để chắn bụi to, ở trong thì sẽ là cái tấm tản nhiệt, có hai khoang như này, nhưng thực tế nó sẽ là liền. Cái tấm tản nhiệt này thì các bác có thể nhấc ra được, các bác xoáy mấy con ốc ở đây, khi mà mình cần vệ sinh thì mình xoáy ra, mình nhấc ra, và nhấc ra thì mình có thể lấy được cái tấm tản nhiệt ở trong này để mình bỏ ra vệ sinh. Ngoài cái tấm ở đằng sau thì hai bên đều có các bác nhé, hai bên quạt này của dòng Sunhouse này thì đều có cái tấm tản nhiệt cũng như là cái lưới lọc này, thì các bác có thể vệ sinh được hết mặt sau và hai bên thì đều có. Ở dưới này thì sẽ là cái khoang, cái thùng để đựng nước. Đây, các bác muốn cho nước vào, các bác kéo ra, các bác đổ nước vào đây. Ở bên này thì sẽ có cái vạch để hiển thị mực nước, các bác có thể nhìn thấy theo dõi. Ở dưới này thì sẽ có thêm một cái nút để xả nước, các bác nào khi mình dùng thời gian mình không dùng nước thì mình có thể xả đi. Và một cái điểm đặc biệt ở cái dòng quạt điều hòa của Sunhouse này, đó là dòng này thì các bác có thể nhấc ra được và vệ sinh cái bình chứa nước rất là dễ dàng. Với cái quạt Sunhouse này thì các bác chỉ cần tháo hai cái chốt ở bên hông này ra thôi. Đây, bên hông này sẽ có hai cái chốt để các bác có thể tháo ra và các bác nhấc được cái bình này ra để mình có thể là mình vệ sinh được cái bình này. Đây, chốt này như em đã tháo ra rồi đây. Khi mà vệ sinh xong thì mình có thể lắp vào được. Đấy, rất là dễ dàng. Thì đấy là toàn bộ cái thiết kế bên ngoài của cái dòng quạt Sunhouse này. Về cái bảng điều khiển ở đây thì em sẽ quay giới thiệu thêm cho bác về bảng điều khiển. Quạt thì sẽ kèm theo cho các bác là một cái điều khiển không dây, điều khiển cầm tay này nữa. Thì các bác có thể một là các bác điều chỉnh trên này trực tiếp, hai là các bác điều chỉnh bằng điều khiển. Trên này thì sẽ có thêm một cái hộc để đá, mình có thể để đá khô, đá ướt vào đây để mình làm mát thêm. Em sẽ giới thiệu thêm cho các bác về cái mặt đường trước này. Mặt trước này là mặt điều khiển của quạt, thì khi các bác bật nút nguồn ở đây thì cánh đảo gió ở ngoài và ở trong thì đều có thể tự động điều chỉnh được hết các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy ngay trên bảng điều khiển sẽ có cánh đảo gió ở trong, sẽ quay trái, phải, lên, xuống thì đều có thể tự động, nên các bác không cần phải điều chỉnh tay. Các bác bấm vào nút này thôi thì tự động nó sẽ chạy lên, xuống, trái, phải cho các bác. Muốn dừng thì các bác bấm một lần nữa để tắt đi. Nó sẽ có 3 mức tốc độ quạt, thấp, vừa và cao. Tốc độ quạt của mẫu này thì rất là cao, các bác bật lên nghe tiếng rất là to đúng không ạ? Còn nếu các bác nào mà sử dụng trong ban đêm muốn đi ngủ, các bác muốn tiếng êm hơn thì các bác sẽ bật chế độ ngủ. Chế độ ngủ này thì cái tốc độ quạt nó sẽ giảm xuống thấp hơn cả mức thấp này để cho cái tiếng nó sẽ nhỏ đi, các bác ngủ sẽ yên tâm hơn, và có cả thêm hẹn giờ
hẹn giờ đây thì cái mốc hẹn giờ nó rơi vào 24 giờ. Các bác muốn hẹn bao nhiêu giờ thì các bác bấm vào đây, nó sẽ có 24 giờ. Còn một nút nữa, đó là nút làm mát này. Thì trường hợp này hiện tại thì em chưa đổ nước vào, chưa có đá, thì là mình sẽ không bật nút này. Nếu như mình đổ nước vào, mình sẽ bật thêm cái nút này để quạt nó sẽ làm mát hơn. Đây là toàn bộ cái bảng điều khiển của cái dòng quạt san hào này. Với cái mẫu quạt điều hòa san hào này thì hiện tại cái mức giá đang bán bên em thì rất là rẻ. Ở mức giá hiện tại mà đang bán mà trừ hết quà rơi vào khoảng là 6.500.000. 6.500.000 mẫu quạt điều hòa SHD7756 các bác nhé. Thì các bác nào mà muốn mua mẫu quạt san hào này, các bác cứ liên hệ đến số tổng đài đó là 0974178586 hoặc vào website của điện máy Ecomat, đó là eco-mat.vn, các bác có thể tham khảo giá trong đó. Ngoài cái mẫu quạt san hào này thì bên em còn rất là nhiều mẫu quạt khác, quạt điều hòa hoặc là quạt cây bình thường, quạt điện bình thường cũng có, các bác nhìn đúng không ạ? Siêu thị bên em thì đầy đủ hết tất cả các cái mẫu quạt các hãng trên thị trường, từ rẻ đến cao, đời thấp, đời cao cấp thì đều có. Các bác nào mà muốn tham khảo, các bác cứ gọi về trực tiếp tổng đài thì bên em sẽ tư vấn báo giá cho các bác. Bên em thì có bán hàng toàn quốc nữa, bán hàng đi các tỉnh toàn quốc đều có thể bán được. Ngoài bán trực tiếp thì còn có cả trả góp, nên các bác nào cũng có thể mua được. Thì video giới thiệu sản phẩm cái mẫu quạt điều hòa của San Hào đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay có ích thì đừng quên em xin một đăng ký kênh, một like để theo dõi những cái video ra hàng ngày từ điện máy Ecomat. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.